Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip giới thiệu cho các bạn những cái mạch điện điều khiển một cái con động cơ chạy hai chiều bằng một bộ nút nhấn, mà nhưng mà điều khiển không phải bằng công tắc tơ mà mình dùng gạ lê kiến để kích chân cơm, kích cái những cái chân tính chân điều khiển của cái biến tần. Thấy các bạn, thì bây giờ ở đây mình có vẽ ra cho các bạn một cái mạch để các bạn tham khảo. Đây, đây là cái mạch của mình vẽ. Thì bạn thấy nè, đây là mạch điều khiển lửa đi qua nút dừng và nút sau nút dừng đi vô nút thuận, thuận thì qua thần đóng của gạ lê kiến 1 và nó điều khiển với gạ lê kiến 2 vô chân nguồn của gạ lê kiến 2, và chân ngạch thì nó đi qua thần đóng của gạ lê kiến 2 và nó đi vô cái cấp chân cho chân nguồn vô cuộn côi của gạ lê kiến thứ nhất lại để điều khiển chạy nghịch. Thì đây là mạch động lực, thì cái CB nguồn mình sẽ cấp trực tiếp vào cái biến tần lửa 1 lửa 2 của biến tần này, và UV đúp thì giờ động cơ quan trọng là cái phần này. Thì cái phần này thì chân cơm và chân forward và review nè, để mình kích cho nó chạy thận chân nghịch á. Thì các bạn chân cơm các bạn sẽ đấu vào cho tôi trước cái tiếp điểm thường mở của gạ lê kiến 1 và đồng thời cầu tiếp điểm thường mở gạ lê kiến 2, và tiếp điểm sau cái tiếp điểm thường mở này các bạn đấu về một chân review, và sau nữa tiếp điểm thường mở của gạ lê kiến 2 đấu về chân phục vật. Thì khi mà các bạn ấn nè, ấn thận á, thì nó gạ lê kiến 2 nó có điện nè, thì nó đóng tiếp điểm này lại, nó sẽ thông mạch từ chân cơm và chân phục vật này để kích cho động cơ mình chạy một chiều. Còn khi mà bạn bấm nghịch thì gạ lê kiến một nó có điện ha. Gạ lê kiến một có điện nghĩa là tiếp điểm này đóng và tiếp điểm gạ lê kiến hai này nó đã mở ra. Thì lúc này thì khi đó thì chân cơm và chân review nó sẽ đóng lại và nó chạy chiều ngược lại các bạn. Đây thì mình sẽ tiến hành, tôi đấu xong rồi tôi tiến hành thử cho bạn xem. Đóng nguồn luôn nè, đó thì biến tần mình lúc này chưa chạy ha. Đây tôi bấm nó sẽ chạy chiều thuận chiều kia đồng hồ ha các bạn. Bạn thấy đó, động cơ mình đang khởi động cùng chiều kia đồng hồ. Rồi khi bấm dừng này bạn thấy nè, động cơ nó đang chạy cùng chiều kia đồng hồ ha. Đó, cùng chiều kim đồng hồ các bạn. Còn khi tôi bấm nghịch nè, nó chạy nghịch lại nè. Đó, bạn thấy không? Lúc mà tôi bấm nghịch á thì gạ lê kiến bên đây nó có điện và nó kích chân cái chân cơm và chân review ha. Thì động cơ quay nghịch lại. Dừng. Quay ngược chiều kia đồng hồ các bạn. Ấm thận là gọi là kiến ở đây nó có điện. Đóng cái điểm cơm và đều phô quạt lại. Mình đấu vô nè, chân cơm chung nè, đấu nó đóng cái điểm cặp này lại nè, cặp bên đây lại. Rồi mình bấm dừng. Bấm nghịch. Khi mà mình bấm nghịch nè, lỡ mà nó đang chạy thì mình bấm nghịch ha, thì nó vẫn dừng hết rồi nó mới chạy lại hết các bạn. Đây nè, nó sẽ đóng hai chân này lại, chân đỏ chân màu trắng nè, lại giờ lại kiếm bên đây nó có điện nè. Ví dụ như nó đang chạy thôi, bạn bấm dừng nè, bạn bấm chạy lại á thì nó không chạy nha, nó trường hợp chờ trường hợp nào mà nó tắt gì không rồi nó mới khởi động lại, bạn thấy à. Vâng, xin chào các bạn.